mình bào hành bằng máy ra nè, nó cũng cũng bự lắm, nhưng mà lúc chiên lên rồi á nó nhỏ vậy nè, đẹp, màu đẹp quá trời. Tại bây giờ ở ngoài chợ bán một hũ vậy cũng 15 đồng rồi, mà mình thấy nó sale á, cái hành hương bự này nó sale đồng 30 sen một pound, cho nên mình ráng mua về làm liền cho nó fresh đó. Bây giờ mình đang có một cái làm liên tục vậy chắc cũng 1 tiếng rưỡi cho 5 pound, 1 tiếng rưỡi hơn, gần 2 tiếng prep clean everything, chắc gần 2 tiếng cho 5 pound ra được chắc 4 hũ. Những hũ này nè mình phải chiên giòn xong mình vớt ra đây cho nó ráo dầu, ráo dầu xong mình bỏ bên đây cho nó ráo thêm một lần nữa rồi nó nguội luôn, rồi mình mới bỏ hũ. Công đoạn cũng hơi nhiều lắm á, cho nên nó rồi tay thì cứ đảo đều cho cái chảo, cứ mỗi 1 phút, ít nhất mỗi 1 phút phải đảo,